Bất ngờ chưa? Cô ơi, anh Quang hiện giờ đã đi ngủ rồi. Nếu mà cô muốn gặp anh Quang ấy thì lúc khác cô gọi lại nhá. Thôi chào cô. Là nó. Ghê gớm thật. Cô làm gì mờ ám hay sao mà hốt hoảng vậy? Tôi đâu? Đâu có? Có thật không có? Đúng là quế thuốc chữa. Anh cần uống gì để tôi lấy cho? Không cần. Nghe máy đi. Alo. Xuống ngay dưới sảnh chung cư gặp tôi. Hả? Tôi nói là cô xuống ngay sảnh chung cư gặp tôi. Nếu như cô không xuống, đừng có trách tôi sẽ làm gì với cô đấy. Tôi sẽ xuống, cô đợi tí nhé. Cô đi đâu đấy? Tôi chạy xuống bảo vệ một chút. Tôi xuống rồi đây. Cô muốn nói gì với tôi? Tại sao cô lại ở trên đấy? Cô đã làm gì? Nếu cô muốn biết tôi đã làm gì, sao cô không đi thẳng lên đấy mà xem? Cô đừng có lừa tôi. Cô thừa hiểu là không thể nào lên khi không có trong danh sách khách mời của chủ nhà. À, tôi quên mất. Nhưng mà sao lạ nhỉ? Cô là người tình của anh Quang, sao cô lại không có tên trong danh sách khách mời của anh Quang? Cô! Dù bàn tay cô có rát vàng, không phải cứ thích đánh ai thì đánh đâu. Tôi nói cho cô biết, không phải cô thích ăn phở thì ai cũng phải ăn phở theo cô. Cho nên cô cứ giữ lấy anh Quang của cô. Nhưng mà đừng có động vào tôi. Buông tay ra. Cô biết không, cô rất đẹp. Nhưng mà những lời cô nói có mùi đấy. Tao cấm mày không được phép lại gần anh Quang. Con nhỏ nhà quê như mày không hợp với anh đi đâu. Cô yên tâm, tôi không để ý. Nhưng tôi có một câu muốn nói với cô. Đôi giày có đi vừa chân hay không ấy thì chỉ có bàn chân mới biết thôi. Cô cũng đừng cố quá nhé. Cô...
Cô ở đây làm gì nữa? Cô về đi. Nhà trọ đóng cửa rồi, tôi về không được. Tôi nhớ là cô xin nghỉ việc rồi cơ mà. Tới đây làm gì nữa? Chính anh gọi bà tôi tới còn gì nữa. Với lại tôi tới đây để trả cho anh chìa khóa, nhân tiện nhờ anh nói với cô thư hộ tôi luôn. Tới rồi thì cứ để chìa khóa đó rồi về. Tôi đâu có cần cô dọn dẹp gì đâu. Thì tôi... Vì anh ta phải không? Hả? Vì anh ta phải không? Tôi về đây. Chìa khóa của anh đây này, anh giữ lấy đi. Cô cứ giữ đi. Cô còn phải làm việc cho tôi cơ mà. Tôi không giúp anh nữa đâu, tôi không làm. Cô nhất định sẽ làm. Không bao giờ. Cô nhất định sẽ làm. Vì anh ta, cô nhất định sẽ làm. Cái gì? Nếu cô làm cho tôi sẽ giúp cô đến gần trái tim anh ta. Sao anh lại muốn giúp tôi? Anh ấy vốn không thích tôi cơ mà. Đúng. Tôi không thích con người của cô, càng không thích tính cách của cô. Nhưng tôi thích cách làm việc của cô. Mà này, mối quan hệ giữa tôi và cô chỉ là mối quan hệ công việc. Vì thế tôi chỉ xét trên phương diện công việc thôi. Này, tới sáng cô hãy cho tôi một câu trả lời. Suy nghĩ cho thật kỹ. Nhà tôi rất là rộng, cô muốn nằm đâu thì tùy. Dậy về đi làm. Thành. Thành. Cái gì cho em ngủ tí nào. Làm cái gì? Dậy về đi làm. Anh Linh. Anh. Anh quen với Nhân à? Cô ấy là bạn của chị Thằng Thành này. Hôm ngoài chợ đêm, thằng Thành gặp Nhân, nó đã thấy ngờ ngợ quen quen. Về lật cuốn album lên, thấy hình Nhân trong đó, nó mới biết đấy chứ. Hả? Đúng không? Hôm em tới nhà thằng Thành chơi này, vô tình Nhân cũng lại chơi với chị Thằng Thành. Sẵn tiện đó, em với Nhân quen biết nhau luôn. Vậy sao? Sao Nhân lại ở đấy? Dạ, em... Chuyện là thế này. Tối qua thằng quỷ này nó say quá. Em mới lấy điện thoại của nó gọi cho chị nó lại đây. Nhưng em cũng say. Em nhìn thấy chứ chị bấm gọi lại. Không ngờ gọi nhầm số của Nhân này. Tối qua đấy. Không ngờ anh với em lại có duyên như vậy. Dạ. Này, cô làm cái gì thế? Anh ấy tự nhiên điếu toa bốc phét, làm tôi chết đứng như từ hải luôn. Chẳng lẽ cô muốn người trong mộng của cô biết cô là Oxin à? Mà tôi cũng không biết là anh đang giúp tôi hay là hại tôi nữa. Anh thì có lý do gì để mà giúp tôi? Thì đơn giản là cô chọn giúp việc nhà cho tôi thì tôi giữ lời hứa thôi. Ai bảo thế? Này, sắp tới có buổi đi chơi, cô
Cô chuẩn bị mà thu xếp đi. Vấn đề là khách hàng yêu cầu cao quá. Mày làm cái gì thế hả? Đi về nhà. Bố muốn nói chuyện với mày. Con không thích. Mày nói cái gì hả? Bố ạ, một thằng con trai mà không ngủ ở nhà một đêm thì có sao? Mà nếu con có ra ngoài ngủ hàng trăm đêm đi chăng nữa, thầy cũng sẽ không để lại cục nợ hay sai lầm gì đâu. Mày, con định xỏ xiên bố đấy hả? Con không dám. Nhưng thưa bố, con không phải là Tôn Ngộ Không, và bố cũng không phải là Phật tổ. Vì vậy, bố đừng làm cho con có cảm giác là mình bị đè dưới ngọn núi ngũ hành. Bố để con được tự do. Cái gì? Tự do? Mày thích tự do à? Hả? Đang có nhiều người nhìn đấy bố. Sợ nhục cả con. Con không lo cho con, mà con lo cho bố. Vì bố là người có địa vị, danh tiếng, không hợp lắm với cái cách dạy con ở giữa đường thế này. Nếu ai đó nhận ra, mà thôi, đã khiến bố đến tận đây, con xin lỗi. Giờ quá giờ làm rồi, con xin phép. Wow, bật lại ông bố ghê thế. Hôm nay mới biết đấy. Tao hỏi mày, đêm qua mày đi đâu mày không về? Tao mày đừng nghĩ xấu về tao. Tao con gái trong sáng mà. Với lại, mới lại mới liếc cái gì, mày nói tao nghe xem nào. Thì mày phải từ từ thì tao mới nói cho mày nghe được chứ. Nói luôn đi. Thì lão Quang gọi tao đi làm trở lại. Cái gì? Thật không? Sao lại thế? Chuyện là thế này. Sao? Thôi nhanh lên. Mày có nhớ cái anh chàng biết võ ở chợ đêm mà đã cứu tao không? Anh chàng biết võ ở chợ đêm á? Không. Nhưng mà làm sao? À, nhưng mà đang nói chuyện ông Quang, mày nhảy sang chuyện của ông ấy làm cái gì? Thì lão Quang là người quen với cả anh ý. Thế là lão ý lão hứa với tao sẽ cho tao đi làm trở lại. Lão ý sẽ... Sẽ gì? Mai mối tao với cả anh ý. Ôi giời ơi, nhìn cái điệu bộ nó mê dai kìa. Này, tao nói cho mày biết nhá, cái thời buổi này ý, thạch xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Mày không cẩn thận ý, gặp phải thằng chồng á, họ Lý tên Thông có mà khổ cả đời. Tao hứa với mày đây là thạch xanh chính hiệu, tao bảo đảm luôn. Ôi giời. Nhưng mà thôi được rồi, tài nguyên thì không nhiều, nhưng mà có bao nhiêu thì sử dụng bấy nhiêu. Là sao? Là tao sẽ trùng tu lại cho mày. Xem nào, mày yên tâm đi. Tao sẽ không bao giờ để mày phải xấu hổ trước mặt anh chàng đó đâu. Tao sẽ cho anh ta đi từ lác đến lé. Tao đã biết phải làm gì với mày rồi. Chờ tao một tí. Mày định làm gì thế hả con kia? Mẹ con chúng mày đâu rồi? Đi đâu hết cả rồi?
trả tiền sư. Sáng người ra là bỏ hết đi đâu. Cái bọn mất dạy, nó định bỏ đói mình. Mày đâu về đấy? Lúc nãy đi chợ, mẹ bảo con đưa cái này cho bố này. Nhìn cái gì mà kinh thế? Nhà chúng mày sướng thật đấy. Con cái toàn ăn thịt ăn cá, để cho thằng bố mày ăn cơm hộp à? Có tiền bố xin ít. Làm gì có tiền? Chồng mắt điều thế. Nhà chồng mày giàu nhất làng. Thế mày bảo không có tiền. Nhà chồng giàu, con có giàu đâu. Lúc đi lấy chồng, trả cho người ta một xu. Này, chi đứa nào đeo ai chỉ vào một cổ mày đấy. Thôi đi, cái đấy là của mẹ cho con nhá. Của bố đâu mà bố kể. Này, cầm cái này mà ăn đi. Cái gì đây? Cơm chứ cái gì mà hỏi. Mẹ nói với bố mày thế à? Ăn đi, xong việc ra phụ mẹ bán hàng. Mày... làm cái gì mà kinh thế? Nóng tính thì ai mà ở với bố? Con mất dạy, mày gào mà mặt bố mày thế à? Còn cái mất dạy, bố chưa nói xong đã cãi xong rồi. Tưởng lấy được chồng giàu, nhờ vả một tí, xin tí tiền không cho. Ui giời. Mẹ, cái đồ vong ơn bội nghĩa. Cái đồ... Chào anh. Chào em. Người vừa rồi có phải là bố của anh không? Em nhìn thấy bác rất là quen. Hình như là em có gặp bác ở đâu đó rồi ấy. Nhưng mà em không nhớ. Bố anh thường đi đây đi đó, nhiều người biết ông ấy. Em thấy quen cũng không có gì là lạ cả. Dạ vậy. Mà em có việc bên phòng sáng tạo à? Không. Em chỉ có việc với một người bên phòng sáng tạo thôi. Mà chắc là anh biết. Anh hiểu rồi. Quang. Người đẹp. Sao lại tìm anh sớm vậy? Ra ngoài nói chuyện với anh một chút. Có chuyện gì không? Có chuyện gì nói nghe đi. Làm gì mà mặt em nghiêm trọng quá vậy? Tối qua anh đi đâu? Hả? Tối qua anh đi đâu? Nãy giờ em nghiêm trọng vấn đề là vì chuyện này à? Trả lời rõ ràng cho em biết đi. Được rồi thì anh nói. Tối qua anh ở nhà chứ ở đâu? Ở nhà một mình hay ở nhà với ai? Thì Anh Lĩnh và thằng Thành, cả ba nhậu bé bét ở nhà. Uống quá trời, uống đến mức đầu em còn ong ong đây này. Vậy mà em có hỏi tới hỏi lui. Mà có thật là chỉ có ba người với nhau không đấy? Hay là còn ai nữa?
Ôi Sa ơi, sao em đa nghi thế? Em đa nghi còn hơn cả Tào Tháo nữa. Em không tin cái gì. Em không tin em có thể hỏi anh Lĩnh này và thằng Thanh thử xem. Tối hôm qua ba đứa anh nhậu không biết trời trăng mây đất gì luôn. Ai mà biết được. Ba anh làm chung phòng với nhau, còn xin nhà với nhau hay không làm sao em biết. Anh thực sự là bó tay chịu thua em luôn. Mà chuyện này đâu phải chỉ có ba đứa bọn anh biết đâu, còn cả Nhân nữa. Đúng rồi, còn cả Nhân chứng kiến nữa. Cô ta làm cái gì ở đấy? Thì làm mưu xin, dọn dẹp nhà cửa. Anh đùa em à? Nhân đâu có làm buổi tối cho anh. Đúng, Nhân không làm buổi tối. Nhưng mà vì anh ta, chắc chắn cô ấy sẽ làm. Anh ta là ai? Là Quốc Lĩnh. Ơ kìa, giờ này mà mày vẫn còn ngồi ngáp à? Đi ra đây với tao, nhanh lên. Đi đâu? Đi ra đây với tao. Cái con này. Ôi trời ơi, ra đây. Mày làm cái gì đấy? Ơ kìa, tao làm đẹp cho mày. Làm đẹp cho tao á? Ừ. Thôi mất công lắm mày ơi. Ơ kìa, mất công là mất công thế nào? Mày phải làm đẹp dần đi là vừa nhá. Sau này mày học xong này, xong rồi mày ra làm sếp. Ôi trời ơi, mày úi xùi là không được đâu. Mày cứ làm như là làm sếp á, thì phải diện không bằng ý. Chỉ cần ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ là được rồi. Ôi trời ơi, con này đúng là học nhiều, nói chuyện cứ như trên giời. À, có phải ý mày có nghĩa là cái nội dung bên trong nó phải tương xứng với hình thức bên ngoài thì nó mới tạo được ấn tượng, có đúng không? Ôi. Mà sao mày cứ nhấn mạnh vào những người học nhiều với cả lú mề đấy? Mày có ấn tượng gì xấu à? Không. Thế sao? Thôi, bà ơi, bà làm ơn ngồi xuống để tôi làm cho nhanh. Cầm lấy cho tao cái này. Nói thật à? Nào, quay tóc ra đây. Thật à? Thật. Mọi chuyện là như vậy đấy. À, mà này, sau này em có gặp Nhân và anh Lĩnh ở nhà anh ấy thì cũng đừng nói Nhân là người giúp việc cho nhà anh nhá. Tại sao? Em lại còn phải hỏi. Chẳng lẽ em lại nói với người mình thích là: anh ơi, em là ô xin đây, em là người giúp việc đây. Mất mặt lắm. Mà Nhân muốn anh nói như vậy đấy à? Anh cũng tốt bụng ghê ha. Thì em tưởng sau cái vụ đi Quảng Ninh, anh cho cô ta nghỉ việc rồi. Rốt cục không cho nghỉ việc, lại còn giúp cô ta chuyện tình cảm. Quá tốt nhở? Vì anh là người tốt mà. Alo. Alo. Là tôi đây. Dạ. Em biết rồi. Có chuyện gì thế anh? Bà dọn dẹp cái phòng trên tầng 2 cho tôi. Vâng. Trên tầng 2 chứ gì? Thằng Lĩnh nó sẽ về đấy. Thôi nhá. Vâng. Mỗi khi có chuyện động đến nó là ông ấy lại luôn luôn mất bình tĩnh. Công dọn dẹp của mình cũng hóa thành công toi thôi. Ông ơi! Ông! Ra đỡ tôi mà tay nào! Ông ơi! Ông! Ông ơi! Ông ơi!
riêng của tôi. Chỉ có lão ấy thôi. Đúng, lão lấy rồi. Đồ gian ác, trả tiền tôi đây. Cậu Quang. Dạ. Còn 2 ngày nữa thôi đấy. Dạ. Ê, chết chắc rồi. Này, anh Quang. Định gọi điện cầu cứu chị Misa à? Mày điên à? Này, cho em mượn cái điện thoại chụp mấy cái logo làm tư liệu cái. Thôi, scan đi cho nhanh. Máy scan hỏng rồi. Mà điện thoại của anh xịn như thế, anh đưa cho em chụp, chất lượng nó tốt hơn. Thôi, mệt lắm. Cho mượn đi. Có mỗi cái điện thoại thôi mà. Không cho mượn thì thôi, em không cần nữa. Đây, mệt chú em quá. Thế có phải nhanh hơn không? Anh, cái gì này? Ảnh gì thế này? Bình thường mà. Anh nhìn xem nào. Anh. Đây. Anh biết kịch bản dự trù sắp tới viết thế nào rồi. Chắc chắn sẽ hay lắm đây. Anh Linh, lần nào gặp anh cũng thật là may mắn. Chuyện gì đấy? Em cũng không biết nữa. Điên. Xem đi này. Dạ. Người cần thì chả thấy đâu. Cứ hễ những thằng cha khó chịu, rất là hay làm phiền. Gì đấy? Mày đang nói thằng cha nào đấy? Tao không nói mày. Điện thoại kia, nghe điện thoại đi. Nhớ có chuyện gì liên quan đến tiền thì làm sao? Chuyện gì liên quan đến tiền ý thì cũng không ra đường được vào giờ này. Tất cả là tại mày. Thôi được rồi, ngồi im đi, tao làm cho nó nhanh. Cái con nhỏ này, làm gì mà không bắt máy? Dạ, em chào anh ạ. Em chào anh ạ. Chiều nay đi làm đúng giờ, nếu không tôi sẽ hủy chuyến đi chơi cùng người trong mộng của cô đấy. Hủy thì hủy chứ sợ gì. Tôi đâu có sợ. Nếu phải đi chơi với hội này á, tôi chết thì còn hơn. Mày hủy là hủy thế nào hả? Từ bây giờ nhá, đến lúc mày đi chơi còn rất là lâu. Tao sẽ làm đẹp, yên tâm nhá. Nhưng mà bây giờ tao phải đi làm nhà lão Quang. Cái con gà công nghiệp đấy á, mà nhìn thấy cái đầu tao như thế này, chắc tao cắm mặt xuống cống quá. Mày ơi, mày đi làm bây giờ á? Chết rồi. Bây giờ tao sẽ buộc gọn vào cho mày nhá. Xong rồi khi nào mày đi, mày đội cái mũ vào. Ôi dồi ôi, nó chỉ hơi giới giới trên này thôi. Mày đội vào một cái không ai biết gì luôn. Ok luôn, ngồi xuống. Cầm hộ tao cái này. Cẩn thận, em ơi, đã vào mặt. Bình tĩnh em. Đúng rồi, đá đi. Ôi
Đúng rồi, đúng rồi. Đá đi, mượn một nhá. Đá đi. Đúng rồi thế. Vừa được vẩn. Thế nào đại ca? Từ sáng nghe chừng có vẻ thua nhiều. Chơi tiếp hay là nghỉ? Mà em nghĩ về giúp vợ bán hàng hợp lý hơn đấy. Ai, đối với dân chuyên nghiệp ấy, ba cái vụ thua lẻ tẻ không thể chấp. Chẳng qua là em lo cho đại ca nên em mới nói vậy thôi. Chứ còn cái trò cá cược này nó cũng chát đấy. Này, thằng này nhá, chơi mấy cái trò này từ ngày ấy chứ bằng hạt kệ. Vậy thì anh em mình vào làm hồi chứ. Đấy, nào, vào làm mấy hồi. Này đẹp ra. Đặt nào, đặt đi, đặt luôn. Anh làm gì gọi điện thoại cho tôi ầm ầm lên thế? Đến ngày đến giờ, đến lúc đi làm thì tôi sẽ đến chứ. Tôi làm nhiệm vụ nhắc nhở cô thôi. Này này, cô đi đâu thế? Thì tôi đi dọn dẹp chứ còn đi đâu nữa. Anh tưởng tôi đến nhà anh để chơi chắc. Thôi được rồi, cứ để đấy đi. Lại đây, có việc này quan trọng hơn muốn nhờ cô làm. Không, anh có việc gì cần thì anh tới đây. Sao? Sao? Có việc gì cần thì tới đây. Chưa thấy con nhỏ oxy nào mà chảnh như con nhỏ này. Anh định làm gì tôi? Tránh xa tôi ra. Cô làm gì vậy? Tôi chỉ định cho cô xem cái này thôi. Ai mà thèm đụng đến cô. Đừng có mà tự tin. Anh ý, thật là lòng dạ đàn bà đúng là khó hiểu. Đụng đến thì la, mà không đụng đến thì giận. Này. Hay là tôi với cô. Này, anh. Anh chỉ ra tôi ra nhá. Đừng có bất lực vào tôi. Chỉ ra tôi ra. Chỉ ra tôi ra. Cô điên à? Ai mà thèm đụng đến cô chứ? Tôi đâu có thích cái style mà hiệp sĩ lợn như cô chứ. Cái gì? Hiệp sĩ lợn ấy à? Anh đùa tôi này, đùa tôi này, đùa tôi chắc. Thôi, đùa không? Ngừng lại, nghiêm túc. Không đùa nữa. Thì thôi. Ý của tôi là muốn cô xem cái này. Nhìn xem, nhận ra hay không? Không nhận ra hay à? Đúng là cái đồ đầu đất. Nhìn kỹ đi. Là cô đấy. Chẳng hiểu tại sao chậm tiêu thế nhỉ? Tôi thì đang á suy nghĩ xem tại sao cái ảnh của tôi với cả cái chuyện anh bảo anh nhờ tôi nó lại liên quan đến nhau thôi. Tại vì tôi muốn biết cảm giác của cô lúc đó như thế nào. Cảm giác của tôi á? Tôi nhớ là hôm đấy anh đi cùng tôi mà. Nhưng mà cảm giác của tôi làm sao mà giống cảm giác của cô được chứ? Thế mà hỏi. Anh cần biết cảm giác của tôi làm gì? Có ý đồ gì xấu? Tôi không muốn là những gì tôi viết ra người ta đều cho là bốc phét. Tôi, à không, mà là khán giả của tôi, họ đòi hỏi cần thiết nhất, đó là sự chân thật, cô hiểu không? Này này này, làm gì mà nhìn ghê thế? Không, tôi không có gì, tôi chỉ đang nhớ cảm xúc của mình thôi. Cô nói đi, cô nhớ được gì rồi? Thì tôi cũng không biết mình yêu gió từ lúc nào nữa.
chỉ biết cái cảm giác đứng trước biển đón gió, tôi không thể nào quên. Cảm giác ấy thật khó diễn tả. Cảm thấy như mình nhỏ bé, được bao dung và được chia sẻ. Anh nhìn gì tôi thế? Không, cô kể tiếp đi. Thì cái cảm giác đứng trước biển đón gió ấy thật là dễ chịu, thoải mái. Hiền! Hiền ơi! Hiền! Mẹ cháu đang ngất ở đầu làng kia kìa. Mẹ cháu ngất ở đầu làng ấy ạ? Mọi người đang đưa vào bệnh xá kia kìa, mau lên cháu. Sao khổ thân tôi thế này cơ chứ? Mà này, đi từ từ thôi, Hiền ơi, đi từ từ thôi. Này, cô làm sao thế? Có chuyện gì không? Tôi... không, không sao. Chỉ là tự nhiên tôi thấy nhói một cái ở trong tim, như là có ai siết chặt lấy ấy. Bây giờ không sao rồi. Nhân này, cô có biết chợ Patanh không? Hả? Anh nói kháy tôi đấy à? Tôi mới biết chợ Patanh á? Thì tôi đâu có phải lùng xù cái vụ bình hoa với anh, hả? Cô làm gì đấy à? Làm gì mà xù lông nhôn nhím vậy à? Chẳng qua tôi chỉ muốn rủ cô chợ Patanh thôi. Tôi không có giày. Hả? Tôi không có giày. Chị, yên tâm, chuyện nhỏ như con thỏ, để tôi lo. Đợi ở đây. Ôi giời ơi, trời thì rét thế, mẹ đi đâu mà để ngất xỉu giữa đường thế? Mày bé bé cái mồm thôi, còn để những người xung quanh còn ngủ chứ. Chứ không phải muốn nói gì thì nói đâu. Mẹ làm gì đấy? Con gọi bác sĩ tháo mấy cái dây dợ lằng nhằng này, cho mẹ còn về còn trông nhà trông cửa. Mẹ cứ nằm yên đấy, con bảo chồng con về khóa cửa rồi. Sẵn tốn tiền, thôi để truyền luôn một chai nước cho nó khỏe. Mà mẹ có tiền không? Đưa cho con tiền để con còn trả viện phí. Mày có, trả cho mẹ đi. Mấy hôm nữa mẹ khỏe, mẹ đi chợ sẽ có tiền trả con sau. Con làm gì có tiền? Chạy ăn từng bữa khổ bỏ sư. Con phải để tiền để đẻ đấy. Làm gì có mà đưa cho mẹ. Thôi được rồi, được rồi. Thế tiền mẹ cất ở đâu? Đâu, chỗ nào, đâu? Cái gì đây? Có chỉ vàng. Vàng à? Con bán đi. Bán đi lấy tiền thanh toán cho mẹ nhá. Đừng gọi điện cho con Bình con Nhân, chúng nó không về được, lại sốt ruột. Ôi giời, mẹ nghỉ đi nhá. Tiếp nốt chai nước, rồi mẹ về. Rồi, nhá.